Thùy Dương xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin tối nay 8 giờ của kênh truyền hình VTC8 View TV. Hôm nay ngày 21 tháng 10, bản tin sẽ có những nội dung chính sau đây. Phát động cuộc thi thực hiện ước mơ lần 4 năm học 2015-2016. Tính tới hết tháng 9, tỷ lệ nợ xấu của toàn hệ thống ngân hàng đã đạt mục tiêu về dưới mức 3%. Cơ hội và thách thức khi tham gia cộng đồng ASEAN 2015. Nam Phi, mưu sinh tại bãi rác, nguy hiểm rình rập. Bình Phước, ô nhiễm từ chất thải đổ trộm. Chiều qua, tại buổi thông tin báo chí về nghị quyết 36A NQCB của Chính phủ về Chính phủ điện tử, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Lê Mạnh Hà đã công bố yêu cầu cần đạt được trong xây dựng Chính phủ điện tử. Xây dựng hệ thống điện tử thông suốt, kết nối và liên thông văn bản điện tử, dữ liệu điện tử 4 cấp, 100% dịch vụ công được cung cấp qua mạng điện tử, thiết lập cổng dịch vụ công quốc gia tại một địa chỉ duy nhất trên mạng điện tử, một cửa điện tử quốc gia. Đó là mục tiêu xây dựng chính phủ điện tử và cần thực hiện các nhóm giải pháp về đầu tư tài chính, nhân lực, kỹ thuật, tổ chức. Sẽ có 3 nguồn kinh phí để triển khai, bao gồm chi theo mục lục ngân sách, sử dụng nguồn nghiên cứu khoa học công nghệ và sử dụng quỹ viễn thông công ích cho những nhiệm vụ công trực tuyến. Các lĩnh vực được tập trung thực hiện trước là những lĩnh vực nóng như đất đai, giao thông, xây dựng, môi trường, lĩnh vực có tác động sâu rộng như đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư và lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực. Sáng nay, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức lễ trao tặng, truy tặng danh hiệu cho hơn 200 bà mẹ Việt Nam anh hùng. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước dành cho các mẹ đã có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tính đến nay, toàn tỉnh Khánh Hòa đã có 859 mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức, cá nhân tiếp tục phát huy đạo lý cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, tích cực tham gia và thực hiện tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa, nhất là phụng dưỡng, chăm sóc bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng. Tiếp nối thành công 3 lần trước, chiều nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành đoàn thành phố, Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và Viện Đào tạo Quốc tế, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đã phát động cuộc thi thực hiện ước mơ lần thứ tư năm học 2015-2016. 3 năm qua, cuộc thi đã thu hút hơn 200.000 học sinh của 250 trường trung học phổ thông đến từ 7 tỉnh thành Đông Nam Bộ tham gia. Tham gia cuộc thi, thí sinh sẽ thực hiện bài thi trắc nghiệm về kiến thức phổ thông, kiến thức xã hội và câu hỏi IQ. Lọt vào vòng trong, thí sinh sẽ lần lượt tham gia thi viết luận, hùng biện về ước mơ nghề nghiệp và tham gia trải nghiệm thực tế, qua đó nhằm giúp các em xác định, nuôi dưỡng ước mơ nghề nghiệp trong tương lai, đồng thời cọ sát thực tế, nhận thức nghề nghiệp đúng đắn và hoạch định, chọn được nghề nghiệp phù hợp. Cuộc thi năm nay diễn ra từ tháng 10 năm 2015 đến hết tháng 4 năm 2016 cho học sinh các tỉnh từ Đà Nẵng đến Cà Mau với tổng giải thưởng lên đến hơn 2 tỷ đồng. Theo Cục Đầu tư nước ngoài, tính đến hết tháng 6 vừa rồi, các nhà đầu tư ASEAN đã rót hơn 16,6 tỷ đô la Mỹ vào thị trường bất động sản trong nước, trong đó riêng Singapore chiếm đến 60% tổng vốn đầu tư trong lĩnh vực này. Nguồn vốn đầu tư vào bất động sản chiếm 30,4% tổng vốn đầu tư FDI của khu vực ASEAN vào Việt Nam, với tổng số dự án đầu tư là 97. Trong đó, riêng Singapore chiếm gần 80% số dự án và 10 tỷ đô la Mỹ tổng vốn đầu tư. Các dự án bất động sản của các nước ASEAN tập trung chủ yếu tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Một số nhà phát triển bất động sản lớn của Singapore tại Việt Nam như Capitaland, Keppeland, Samcorp, Mapletree, Ascott Limited đã và đang gặt hái nhiều thành công đáng kể. Dự án của các nhà đầu tư ASEAN thuộc đủ phân khúc từ nhà ở, văn phòng cho thuê, mặt bằng bán lẻ cho đến bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng và cả bất động sản công nghiệp. Dự thảo mới nhất về luật sửa đổi các điều liên quan đến luật thuế vừa được Bộ Tài chính công bố. Trong đó, mặt hàng có sự điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt mạnh nhất là ô tô dưới 9 chỗ ngồi. Theo đó, xe có mức giá giảm sâu nhất tới năm 2019, dự kiến chỉ còn hơn nửa giá hiện tại, tương ứng giảm 42% mức giá bán hiện nay. Các mặt hàng ô tô sẽ được phân chia theo dung tích xe với lộ trình tăng giảm thuế khác nhau.
Xe ô tô sàn dung tích trên 3.0 lít có mức thuế cao nhất từ 90 đến 150% so với mức thuế hiện hành giảm từ 30 đến 90%. Ở phía ngược lại, đối với những loại xe nhỏ chỉ dưới 1,5 lít sẽ được giảm xuống 15% hoặc 25%. Với những lộ trình trên, việc giảm thuế sẽ tạo điều kiện để người dân có thu nhập trung bình và trung bình khá tiếp cận được với ô tô. Với mục tiêu mang đến cuộc sống tiện lợi và thông minh, mới đây Coolpad, nhà sản xuất top 10 thương hiệu thiết bị di động thông minh, tại Hội chợ Điện tử Tiêu dùng Quốc tế 2014-2015 CES, chính thức ra mắt mẫu điện thoại tầm trung đầu tiên có hỗ trợ cảm biến vân tay tại thị trường Việt Nam. Chỉ với mức giá tầm trung, nhưng Coolpad Shine được trang bị công nghệ cảm biến vân tay cao cấp, thường chỉ có ở những dòng điện thoại với mức giá cao. Có thể nói trên thị trường hiện tại, Coolpad Shine là một trong những sản phẩm hỗ trợ cảm biến vân tay hiện đại với mức giá thấp nhất. Cảm biến được trang bị ở mặt lưng của Shine bên dưới camera. Đây là cảm biến 360 độ, có thể nhận diện được vân tay ở mọi góc độ khác nhau. Đồng thời, Shine cho phép ghi nhận đến 5 dấu vân tay khác nhau, phục vụ cho các mục đích như chụp ảnh nhanh bằng cảm biến hoặc khóa ứng dụng bằng vân tay. Đặc biệt, mở khóa được ngay cả khi màn hình đang tắt. Vừa qua, Hội Thủ công Mỹ nghệ và Chế biến gỗ Hawa đã tổ chức buổi giao lưu doanh nghiệp ngành gỗ Việt Nam và Malaysia với sự tham dự của một số doanh nghiệp tiêu biểu về ngành gỗ tại khu vực phía Nam. Đây là chuyến thăm đầu tiên của các doanh nghiệp ngành gỗ Malaysia đến Việt Nam. Tại hội thảo, các chuyên gia nhấn mạnh thị trường chế biến gỗ Việt Nam có nhiều tiềm năng về sản xuất các sản phẩm đòi hỏi tính tỉ mỉ, tay nghề cao, nhất là các sản phẩm nội thất. Do vậy, cơ hội xuất khẩu các sản phẩm gỗ chế biến của Việt Nam qua thị trường Malaysia là rất cao. Thắp sáng yêu thương, vẹn tròn hạnh phúc. Một lễ cưới tập thể dành cho 40 cặp uyên ương bị khuyết tật đã diễn ra vào tối qua tại thành phố Hồ Chí Minh. Tuy đi lại khó khăn, không thể nghe hay nhìn thấy được, nhưng niềm vui, niềm hạnh phúc chưa bao giờ tắt trên những gương mặt này. Mỗi cặp đôi tham dự chương trình sẽ được ban tổ chức hỗ trợ một bàn tiệc cưới, một cặp nhẫn cưới, quà tặng cũng như những chi phí tổ chức đám cưới khác. Đây là một hoạt động ý nghĩa nhân ngày Phụ nữ Việt Nam, nhằm mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc hơn nữa cho những cặp đôi kém may mắn đang sống tại thành phố. Tính tới hết tháng 9, tỷ lệ nợ xấu của toàn hệ thống ngân hàng là 2,9%. Như vậy, mục tiêu đưa tỷ lệ nợ xấu của toàn ngành ngân hàng giảm xuống dưới 3% vào hết tháng 9 năm 2015, sớm hơn so với mục tiêu mà Quốc hội và Chính phủ giao là vào cuối năm nay đã đạt được. Là một doanh nghiệp đang chiếm thị phần lớn trong nước, sản phẩm cũng đã xuất khẩu đi 6 nước trên thế giới. Nhưng ít ai biết doanh nghiệp này cũng đã từng đứng trước bờ vực thẳm và có ý định bán toàn bộ nhà máy để trả khoản vay 128 tỷ đồng từ ngân hàng. Thế nhưng, doanh nghiệp đã được hồi sinh khi các khoản nợ của công ty được tái cơ cấu theo quy định 780 của Ngân hàng Nhà nước. Cơ cấu lại nợ có nghĩa rất lớn trong cái bối cảnh mà kinh tế chung cả nước khủng hoảng, đặc biệt là bất động sản gặp khó khăn. Thế thì chính vì thế nên là cái giãn nợ này giúp cho công ty giảm dần cái áp lực phải trả nguồn vốn phù hợp với cái điều kiện của công ty đang sản xuất kinh doanh hiện tại. Doanh nghiệp được cơ cấu lại nợ phục hồi sản xuất, có nguồn trả gốc và trả lãi, ngân hàng mới xử lý được nợ xấu một cách bền vững. Với phương châm doanh nghiệp khỏe, ngân hàng mới khỏe, mỗi lần đặt bút ký một quyết định cơ cấu nợ, ngân hàng rất cân nhắc khả năng hồi phục của doanh nghiệp. Trong một cái bối cảnh tức là chúng ta vừa có những cái bất ổn về kinh tế vĩ mô, rồi vừa có những cái thiếu đồng thuận về mặt xử lý nợ xấu, ví dụ như là không được phép dùng tiền của ngân sách, rồi không được phép thay đổi các cái điều khoản của luật pháp mà có liên quan đến trách nhiệm trả nợ, quyền của chủ nợ, và có thể nói tức là cái nỗ lực của các ngân hàng thương mại là rất lớn. Kết quả về tái cơ cấu và xử lý nợ xấu trong thời gian qua đã tạo điều kiện một cách tốt nhất cho hệ thống các tổ chức tín dụng giảm mặt bằng lãi suất, ổn định thị trường tiền tệ và từ đó góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tính đến hết tháng 9 năm 2015, 60% nợ xấu được các tổ chức tín dụng tự xử lý bằng thu hồi tiền mặt, phát mãi tài sản và chủ yếu tăng trích dự phòng rủi ro. Phần còn lại là xử lý qua công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng VAMC. Trong nền kinh tế mỗi quốc gia, nợ xấu được ví như cục máu đông gây tắc nghẽn dòng chảy. Chính vì vậy, việc xử lý nợ xấu nhằm mục đích tạo điều kiện hạ mặt bằng lãi suất,
thúc đẩy tăng trưởng tín dụng cho nền kinh tế. Đạt được mục tiêu giảm tỷ lệ nợ xấu không chỉ là nỗ lực của toàn ngành ngân hàng mà còn là nỗ lực của từng doanh nghiệp trong thời gian qua. Chính quyền phường Đông Hưng Thuận, quận 12 vừa cho lắp đặt một số camera tại khu vực chờ cầu nhằm ngăn chặn tình trạng vứt rác bừa bãi trên cầu trong thời gian vừa qua. Cụ thể, đã có 6 camera được lắp đặt trên cầu nhằm theo dõi và xử lý triệt để những trường hợp đổ rác bừa bãi, bước đầu đã mang lại hiệu quả cải thiện đáng kể. Dự kiến trong thời gian tới, sẽ tiếp tục triển khai mô hình lắp đặt thêm 150 camera trên toàn quận, đặc biệt những khu vực nóng về tình hình đổ rác thải bừa bãi. Sau 4 tháng tìm hiểu và nghiên cứu, tại Sóc Trăng đã ghi nhận được 1.248 người trồng hành bị mù. Trong đó, 77% mù một mắt và 23% mù hai mắt. Tỷ lệ mù ít nhất một mắt của thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng là 6 trên 1.000 dân. Tại phường 2 và xã Vĩnh Hải là 11 trên 1.000 dân. Bộ Y tế cho biết, dự phòng viêm loét giác mạc là phương pháp tối ưu nhất cho việc giảm tỷ lệ các trường hợp bị mù. Hầu hết các trường hợp bị viêm loét giác mạc và bị mù tại Vĩnh Châu, Sóc Trăng có thể dự phòng và điều trị được. Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ hỗ trợ địa phương trong việc điều trị và dự phòng các trường hợp bị tổn thương mắt cho người dân làng nghề trồng hành tím. Tòa án Nhân dân thành phố Sa Đéc vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Võ Lê Thủy Triều, sinh năm 1983, thường trú khóm 1, phường 1, thành phố Sa Đéc, về tội tàn trữ trái phép chất ma túy và tuyên án 9 năm tù giam. Trước đó khoảng 14 giờ ngày 18 tháng 8 năm 2015, Triều điều khiển xe máy từ thành phố Sa Đéc đến thành phố Hồ Chí Minh, mua một gói ma túy với giá 3,5 triệu đồng, sau đó mang về chia nhỏ, cất giấu tại một phòng trọ. Đến ngày 19 tháng 8 năm 2015, lực lượng công an thành phố Sa Đéc tiến hành kiểm tra phòng trọ của Triều thì phát hiện và thu giữ hơn 3,84 gam ma túy cùng nhiều vật dụng khác. Được biết, bị cáo Triều từng có 2 tiền án và bị xử phạt 8 năm tù về tội danh cướp tài sản và trộm cắp tài sản. Khoảng 4 giờ sáng nay, một công nhân đi làm sớm đã phát hiện Hồ Minh Tý, 19 tuổi, đang ôm xác Huỳnh Minh Trí kêu khóc trong nông trường cao su Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Qua lời khai của Tý, cơ quan chức năng triệu tập Huỳnh Thanh Duy, Nguyễn Văn Luân và Trần Xuân Chiến, tuổi đời từ 18 đến 20. Bước đầu, các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Do mâu thuẫn trong lúc nhậu, trên đường về, ba đối tượng đạp ngã xe của Trí. Duy và Luân dùng cây cao su đánh, còn Chiến dùng cây dao xếp đâm một nhát thấu tim, khiến Trí tử vong tại chỗ. Tý bỏ chạy thoát thân vào lô cao su, sau đó quay trở lại thì thấy bạn đã tử vong. Sáng nay, đội quản lý thị trường số 5 tỉnh Đồng Nai vừa tịch thu và tiêu hủy hàng loạt mặt hàng không rõ nguồn gốc và kém chất lượng gồm đường, mũ bảo hiểm, sữa Ensure, đồ chơi trẻ em ghi xuất xứ từ Trung Quốc. Số hàng này được cơ quan chức năng phát hiện trên địa bàn huyện Trảng Bom, Đồng Nai với những vi phạm như thuộc nhóm hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm. Tổng hàng hóa thuộc diện tiêu hủy và loại bỏ yếu tố vi phạm có giá trị trên 200 triệu đồng. Thưa quý vị, sáng nay triển lãm quốc tế lần thứ 15 về máy móc, thiết bị, nguyên phụ liệu ngành dệt may đã được khai mạc tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là sự kiện ngành dệt may Việt Nam trông đợi nhất trong năm, đặc biệt là sau khi đàm phán TPP thành công. Triển lãm năm nay đã thu hút hơn 125 đơn vị tham gia với gần 300 gian hàng của các doanh nghiệp đến từ 12 quốc gia trên thế giới. Với những máy móc hiện đại cùng nguyên phụ liệu đa dạng, triển lãm được kỳ vọng trở thành một diễn đàn kinh doanh, một cơ hội giao thương tốt cho các doanh nghiệp. Hiệp hội Dệt may Theo Đan thành phố Hồ Chí Minh cho biết, doanh nghiệp trong ngành dễ bị mất lao động. Khi công nhân có tay nghề nghỉ việc, doanh nghiệp may mặc thường phải thuê lao động không có tay nghề để đào tạo. Do đó, để đảm bảo được năng suất, doanh nghiệp phải đầu tư công nghệ, thiết bị mới. Bên cạnh đó, hiện tại Việt Nam đang thiếu 6,5 tỷ mét vải, và để sản xuất ra lượng vải này, đòi hỏi doanh nghiệp đầu tư khoảng 6,5 tỷ đô la Mỹ. Trong đó máy móc thiết bị chiếm 60%. Và với công nghệ thì triển lãm lần này gần như có thể đáp ứng được yêu cầu hiện tại của ngành dệt may.
hơn 100 doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư tại khu vực phía Nam đã cùng tham gia buổi trao đổi thông tin về hội nhập do Tổ chức Thúc đẩy Ngoại thương Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chiều hôm nay. Sự kiện được xem là diễn đàn giúp các doanh nghiệp Nhật tận dụng được những cơ hội với những hiệp định thương mại mà Việt Nam đã và đang chuẩn bị ký kết. Câu chuyện về xuất xứ hàng hóa là chủ đề xuyên suốt trong hội thảo lần này. Động lực chính để hình thành các hiệp định thương mại tự do FTA giữa các nước chính là mức thuế quan lý tưởng giữa các nước dành cho nhau, cắt giảm về 0% theo lộ trình. Điều kiện quan trọng để hưởng mức thuế quan ưu đãi là hàng hóa bắt buộc phải đáp ứng quy tắc xuất xứ được thiết kế riêng cho từng FTA. Hiện nay, Việt Nam đang áp dụng cơ chế chứng nhận xuất xứ do bên thứ ba phát hành. Tuy nhiên, khi triển khai cơ chế, doanh nghiệp có thể tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa. Công tác kiểm tra của hải quan và doanh nghiệp có thay đổi so với trước đây. Tuy có thể giảm thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, nhưng cách này có thể gây ra những rủi ro khi phát sinh gian lận thương mại. Đây cũng là vấn đề mà Cục Xuất Nhập Khẩu Bộ Công Thương lưu ý với các doanh nghiệp Nhật Bản tại hội thảo lần này. Các doanh nghiệp cũng phải xác định mã HS của hàng hóa trước khi xác định liệu hàng hóa có đáp ứng tiêu chí xuất xứ và được ưu đãi thuế quan hay không. Hiệp định Đối tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương TPP vừa được ký kết đã tác động gián tiếp, mang lại nhiều cơ hội giao thương cho nhiều ngành nghề, trong đó có sản phẩm thép mạ Việt Nam. Sáng nay, tại buổi kỷ niệm 20 năm hãng thép BlueScope Việt Nam được thành lập, nhiều dự án mới dựa trên những lợi ích do TPP mang lại đã được đưa ra, đặc biệt chú trọng tới thị trường sử dụng thép mạ nội địa. Thị trường thép mạ Việt Nam gần đây đón nhận nhiều sản phẩm đột phá với tính năng vượt trội, gây được ấn tượng mạnh tại các thị trường quốc tế. Đặc biệt, mới đây, dòng sản phẩm thép mạ màu Clean Collarbone Thermatec sử dụng công nghệ phản xạ nhiệt giúp giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường. Và dòng sản phẩm tôn lạnh sắt màu phong thủy đá hoa cương đáp ứng được yêu cầu về thẩm mỹ của người Á Đông đã giúp thép mạ Việt Nam ghi được dấu ấn tại các nước trong khu vực. TPP được ký kết mở ra cơ hội xuất khẩu của các ngành giày dép, may mặc, đồng nghĩa với việc nhu cầu xây dựng nhà xưởng, công ty sẽ tăng lên ở nội địa. Lợi ích gián tiếp này sẽ giúp các nhà sản xuất thép mạ Việt Nam tăng sản lượng từ 20 đến 30% so với hiện nay. Hôm qua tại Hà Nội, Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam tổ chức hội thảo Cộng đồng ASEAN, Cơ hội và Thách thức, Đoàn kết và Hợp tác. Hội thảo lần này hướng tới làm rõ hơn cơ hội và thách thức của các doanh nghiệp Việt Nam khi tham gia Cộng đồng ASEAN 2015. Cộng đồng ASEAN 2015 đã đang và sẽ tiếp tục hiện thực hóa mục tiêu về một cộng đồng liên kết về kinh tế. Hiện các doanh nghiệp Việt Nam đã xuất khẩu hàng hóa sang khu vực thị trường ASEAN đạt khoảng 13,6 tỷ đô la Mỹ, chiếm 12,4% kim ngạch xuất khẩu của cả nước ra thế giới. Khi gia nhập sâu rộng hơn vào khối cộng đồng kinh tế ASEAN, các doanh nghiệp Việt sẽ có nhiều cơ hội xuất khẩu thông qua việc mở cửa thị trường và tự do hóa thương mại, giảm thuế quan thông qua các hiệp định TPP. Các doanh nghiệp Việt Nam cũng có rất nhiều cơ hội để mà hợp tác. Thứ nhất là cái cơ hội đầu tiên là cái thị trường được rộng mở. Với cái thuế quan mà giảm xuống hiện nay gần như là trên dưới 5% và rất nhiều dòng thuế đa số là bằng không. Thì những hàng hóa của Việt Nam tiến sang cái thị trường ASEAN là hết sức thuận lợi. Đây là một cái cơ hội rất là quan trọng mà các doanh nghiệp cần phải nắm bắt. Bên cạnh thuận lợi, các doanh nghiệp Việt Nam vẫn đối mặt với nhiều thách thức như quy mô nhỏ, khả năng cạnh tranh. Theo đánh giá của các chuyên gia tại hội thảo, doanh nghiệp Việt Nam cần xây dựng tư duy tích cực trong hội nhập, cải thiện và phát huy giá trị cốt lõi để nâng cao sức cạnh tranh, hướng tới các chuỗi giá trị chung và liên kết ngành để xây dựng một cộng đồng kinh tế ASEAN bền vững và phát triển. Sau khi các thỏa thuận về Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP được thống nhất, chính phủ Nhật Bản cho biết sẽ dỡ bỏ thuế quan cho hơn 95% các mặt hàng nhập khẩu vào nước này. Ông Akira Amari, Bộ trưởng Kinh tế phụ trách TPP của Nhật Bản cho biết, Nhật Bản sẽ dỡ bỏ 95,1% các loại thuế đối với các mặt hàng nông sản, sản phẩm công nghiệp và các mặt hàng nhập khẩu khác. Dù mức dỡ bỏ là gần 100%, nhưng vẫn duy trì thuế áp vào một số nông sản nhạy cảm, trong đó có các loại lúa mì, thịt bò, thịt heo và các sản phẩm bơ sữa.
Mặt khác, Nhật Bản sẽ dỡ bỏ thuế quan cho 95,3% số sản phẩm công nghiệp nhập khẩu từ các nước thành viên TPP khác. Đồng thời, các nước này sẽ miễn thuế 86,9% số sản phẩm công nghiệp mà Nhật Bản xuất khẩu. Chính phủ Hà Lan đang phải đưa ra những quy định mới trong luật tị nạn nhằm hạn chế việc cấp nơi tị nạn cho các cô gái đã kết hôn tại Syria nhưng lại thiếu tuổi để kết hôn theo quy định của pháp luật Hà Lan. Theo các điều tra ban đầu, có ít nhất 20 cô gái trẻ trong độ tuổi từ 13 đến 15 đã được cấp giấy phép để tái hợp với chồng ở trung tâm tị nạn Hà Lan. Nhiều người coi đây không phải là những cuộc hôn nhân hợp pháp mà là sự lạm dụng. Chính phủ Hà Lan cho biết, điều luật mới để chấm dứt tình trạng cô dâu nhí sẽ có hiệu lực vào tháng 12 tới. Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa cho biết, mỗi năm thế giới có khoảng 1,25 triệu người chết do tai nạn giao thông đường bộ. Nhóm nước có thu nhập thấp và trung bình chiếm tới 90% số ca tử vong. Tuy nhiên, số lượng ca tử vong đang có xu thế giảm dù số lượng xe cơ giới và dân số thế giới tăng lên nhanh chóng. Theo WHO, ở các nước có hệ thống pháp luật và sự quản lý nghiêm ngặt về giao thông tại châu Âu, tỷ lệ tử vong do tai nạn là rất thấp. Ngược lại, ở các nước khu vực châu Phi, các vụ tai nạn giao thông đang có xu hướng tăng cao do cơ sở hạ tầng cũng như việc chấp hành luật giao thông tương đối lỏng lẻo. Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy, phần lớn các công ty tại Nhật Bản đang có xu thế mở rộng việc tuyển dụng lao động nước ngoài vào làm việc để đối phó với tình trạng thiếu hụt lao động. Qua khảo sát, gần 800 doanh nghiệp và công ty, có đến 76% trong số đó đang sử dụng lao động nước ngoài có tay nghề thấp, kèm theo lời hứa dành cho họ quyền lợi tương tự như lao động trong nước. Các chuyên gia nhận định, việc thay đổi quan niệm về sử dụng người lao động tại Nhật là hệ quả của sự thiếu hụt nguồn lao động. Dân số nước này đang già đi nhanh chóng, thiếu hụt lao động trầm trọng tại các vùng nông nghiệp, chăm sóc y tế và xây dựng. Na Uy sẽ có thành phố không ô tô đầu tiên trên thế giới tại trung tâm thành phố Oslo. Dự kiến, 350.000 chiếc ô tô hay xe gắn máy sẽ được cắt giảm trong vòng 4 năm tới. Đồng thời, nhiều xe buýt, tàu điện ngầm và các phương tiện công cộng khác sẽ được phát huy để đáp ứng nhu cầu của người dân. Cùng với đó là việc xây dựng các tuyến đường rộng tới 37 mét dành riêng cho xe đạp và người đi bộ. Tuy nhiên, kế hoạch này chỉ áp dụng cho vùng trung tâm Oslo, còn khoảng 60.000 cư dân sinh sống ở vùng ngoại ô vẫn được phép dùng ô tô bình thường. Tại Argentina, có khoảng 1,5 triệu tấn lương thực bị lãng phí mỗi năm, nhưng rất nhiều người vẫn sống trong đói nghèo. Quỹ Ngân hàng Lương thực vừa đưa ra lời kêu gọi tiết kiệm thực phẩm tại nước này, góp phần vào cuộc chiến chống lãng phí thức ăn và đói nghèo trên thế giới. Đồng thời, phát động chương trình đóng góp sản phẩm dư thừa hay bị lỗi trong quá trình đóng gói. Ước tính sẽ có hơn 92.000 người nghèo tại thủ đô Buenos Aires và các vùng ngoại ô được phân phát số thực phẩm này sau khi đã được kiểm tra chất lượng. Tại thủ đô hành chính Pretoria của Nam Phi, rất nhiều bãi rác không đáp ứng được các tiêu chuẩn an toàn tối thiểu. Dù vậy, ngày ngày vẫn có hàng trăm người dân nghèo đến các bãi rác này lượm lặt mưu sinh, bất chấp hiểm nguy rình rập và cả những quy định của chính quyền. Mỗi chuyến xe rác vừa đến là cơ hội để họ kiếm thêm thu nhập. Dù phải lang thang cả ngày trên bãi rác này, chỉ để có nguồn thu ít ỏi, nhưng anh Themba không còn cách nào khác. Dù biết là rất nguy hiểm, nhưng tôi vẫn phải đến đây để kiếm tiền. Nhưng lẽ ra họ không được phép đến đây, bởi chính quyền chỉ cho phép những công ty thu gom với nhân công được trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ. Dù biết là trái quy định, nhưng anh buộc phải làm vậy. Chỉ vì tôi cần tiền, thực sự tôi rất cần tiền. Bất chấp hiểm nguy, hàng trăm người vẫn đến đây mỗi ngày. Thậm chí, cả số rác thải y tế độc hại cũng được đổ về mà không qua xử lý. Xác chết động vật đã phân hủy nằm tràn lan. Dù không cho phép, những người không có đồ bảo hộ, chính quyền vẫn chưa có biện pháp nào để giúp đỡ người dân. Tôi chỉ muốn có một công việc để kiếm tiền cho gia đình như những người bình thường khác. Và những người như anh Themba vẫn sẽ phải tiếp tục mưu sinh như thế này, bất chấp nguy hiểm rình rập.
Thưa quý vị, những ngày qua, người dân trên địa bàn phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước liên tục gọi về số điện thoại 1900-1771, phản ánh về tình trạng hàng chục tấn chất thải độc hại bị đổ trộm xuống địa bàn, bốc mùi nồng nặc khó chịu. Ghi nhận của phóng viên bản tin tối nay 8 giờ. Theo phản ánh của người dân, từ ngày 15 tháng 10, khu vực này đã bắt đầu bốc mùi hôi nồng nặc. Nhiều người dân nhức đầu, chóng mặt khi hít phải. Qua kiểm tra, người dân phát hiện một đống chất thải lỏng khoảng 10 tấn, vừa bị một chiếc xe tải đổ trộm ngay trên đầu dốc của khu phố. Loại chất thải này nhanh chóng chảy xuống hồ Suối Cam. Dân chúng tôi bức xúc rồi vì này nó ảnh hưởng tới sức khỏe rồi. Và hơn nữa đây là cái đầu nước, đầu nguồn. Cái chất này mưa xuống nó chảy ra cái đập phía cam đó. Đó cho nên ảnh hưởng nhiều lắm. Đến hôm nay, chất thải này đã đổ được hơn 4 ngày, phần lớn bị nước mưa cuốn trôi xuống hồ, nhưng mùi hôi thối vẫn nồng nặc khó chịu. Đây không phải là lần đầu tiên tình trạng đổ trộm chất thải xảy ra trên địa bàn phường Tân Phú. Trước đó, đã có nhiều đối tượng lợi dụng đêm khuya đã cho xe tải đổ trộm chất thải với nhiều hình thức khác nhau. Việc này không chỉ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị, mà còn tiềm ẩn nguy cơ đe dọa đến sức khỏe, tính mạng của người dân. Chính vì vậy, chính quyền địa phương cần nhanh chóng có biện pháp xử lý triệt để tình trạng này. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.